Bác đã đến với phiên live của em ạ. Đó, em mời các bác nhé. Cảm ơn các bác đã thật tim cho em nhé. Đấy, mình qua đường live, mình nhấp nhấp tay vào màn hình mình cho em xin nút tim nhé. Ai chưa follow em thì nhớ follow em các bác nhé. Để khi nào em phát live trực tiếp, các bác nhận được thông báo các bác tham gia live, các bác ủng hộ em nhé. Các bác để tim cho em đi ạ. Đó, cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Các bác nào mà cảm ơn bác Anna Lê đã thích phiên live của em nhé. Cảm ơn bác đã thả tim cho em ạ. Đó. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Đó, đấy là một cái cách mà các bác đã giúp shop rồi đấy. Biết ơn các bác rất là nhiều nhé. Chào tất cả các bác nha. Đây, cái giống lạc này là giống lạc đỏ người dân tộc H'mông như các bác. Cần từ 6 đến 7 tháng mới thu hoạch vì là cái giống lạc dài ngày ấy. Thế đây này, chất lượng hạt lạc các bác nhìn này, là cực kỳ là đều, cực kỳ là mẩy, rất là thơm ngon luôn nhé. Đó, mình mua về mình có thể mang về mình có thể sử dụng để làm sữa hạt này.